Xin chào mọi người, mình là Phạm Thiên Việt. Rất vui được mọi người gặp lại. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người đôi giày Nike Max, đôi giày tương lai đẹp nhất của Nike, có nhiều công nghệ nhất, thậm chí chúng ta có thể điều khiển bằng giọng nói luôn. Đây là cái hộp giày siêu to này, chính điện là chữ Max, tên của đôi giày luôn. Bên này có một con robot tương lai. Phía trên này thì làm ký hiệu đặc biệt gì đấy mà mình vẫn chưa hiểu. Bạn nào mà hiểu ấy thì bình luận xuống phía dưới cho mọi người với nhé. Phía góc là tem giày, các loại mã sản phẩm và có cả cái chip chống hàng thật dán ở trong đây luôn. Đây là chữ Made in Việt Nam này. Đôi giày này được sản xuất ở quê hương chúng ta luôn nhé. Ở dưới là một loạt thông tin, thông số của sản phẩm và thương hiệu. Thôi để mình mở hộp luôn, cầm giày nói cho nó trực quan. Đó, mở ra thấy giày luôn này. Đây có cái chữ gì đó Max, giống hệt trên lưỡi giày luôn. Để mở hộp này ra trước xem nó có cái gì. Hello, được tặng cả mỗi con robot luôn này. Đây chính là cái con được in trên vỏ hộp. Ở dưới có chữ Medicom Toy, là cái hãng mà chuyên sản xuất Bear Brick, đồ chơi người lớn đấy. Và đây lại là tờ sớ hướng dẫn sử dụng, dài như sách giáo dục công dân 799.000 của thầy Huấn luôn. Thiếu 1.000 nữa là tròn 800. Mua về không biết đọc xong có giàu không, nhưng mà mất mẹ nó 800.000 rồi. Hình như là cái tờ sớ này càng ngày nó càng dài. Chắc là mỗi đời giày mới ấy, thì nó có nhiều chức năng hơn nên là sớ nó cũng dài hơn. Đây là đôi giày của chúng ta này, phải nói là quá khủng bố và tất nhiên là quá rất đẹp. À, mình phát hiện ra là con robot này nó được cách điệu từ hai cái nút bấm thắt đây giày. Đấy, chính là hai mắt của con robot. Hoặc là tượng trưng cho mấy cái lỗ trong suốt của đĩa EA. Đây là đôi giày thông minh đầu tiên có DEA mọi người nhé. Đúng tiêu chuẩn, vừa hiện đại mà vừa hại điện luôn. Để nhét được cả hai cái công nghệ, vừa túi khí EA, vừa cái bộ động cơ thông minh tự thắt dây giày vào trong một bộ đế này, thì phải nói là rất là khá khó. Nhưng cuối cùng thì Adidas họ cũng làm được. Họ làm bộ DEA to hết cỡ để tăng đàn hồi, giúp đi nó êm chân hơn. Phần đế khổng lồ lòi hẳn ra phía sau này, nó tạo thành một thiết kế phải nói là vô cùng độc đáo và sáng tạo. Đi quả giày này ấy, thì gót chân được bảo vệ phải nói là tuyệt đối luôn. So với đôi giày Adidas BB cùng cỡ 43 thì đôi Adidas Max này nó to hơn hẳn luôn, nhìn cũng hầm hố và thời trang hơn nhiều. Cái cục DEA này này vừa để êm chân mà lại vừa để cho đẹp thời trang, mà lại vừa tăng chiều cao cho cái đế giày luôn. Đi đôi này các bạn phải cao lên 5-6m như đi giày cao gót luôn. Những cái họa tiết vằn vằn này là tượng trưng cho đôi giày Nike Max huyền thoại trong phim Back to the Future. Cả phối màu xám bạc trên cái thân giày cũng là để tượng trưng cho cái đôi Nike Max đó luôn. Còn màu da cam này là để tượng trưng cho một cái gì đó. Nếu để ý hoặc không để ý thì các bạn có thể thấy là thiết kế của đôi giày này nó cũng gần như là giống hệt thiết kế của đôi Nike Max luôn. Đặc biệt là phần dây song song này. Tuy nhiên đây là cái dây chun thôi, chứ nó không phải là dây tự thắt giống như đôi Nike Max. Hệ thống tự thắt dây của đôi này được đặt ẩn ở mép dưới của lưỡi giày. Khi chúng ta đút chân vào, bấm nút hoặc là vuốt trên điện thoại thì nó sẽ tự động kéo lưỡi giày vào, bó sát vào chân. Thậm chí chúng ta còn có thể điều khiển bằng giọng nói luôn. Để mình ra lệnh cho giày cho các bạn xem nhé. Giày, thắt vào. Thắt chặt vào nào. Nó ngu quá không hiểu tiếng Việt mọi người. Hey Siri, Binder meine Schuhe auf. Ich bin dabei. Nói chung là các bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói qua Siri. Vừa rồi là mình dùng tiếng Đức. Còn tiếng Việt thì trong tương lai gần hoặc tương lai xa sẽ được cập nhật thôi. Chúng ta có thể ra lệnh thả lỏng hoàn toàn giày ra này, thả lỏng lăm lớp này, thắt chặt lăm lớp này, kiểm tra pin, hoặc là thay đổi màu đèn luôn. Hey Siri, meine Lichter ändern. Các bạn cũng có thể cài đặt khẩu lệnh theo ý muốn. Ví dụ khi nói Hey Siri, cần cù bù siêng lăng, là giày nó tự thắt chặt lại để chúng ta đi làm ăn đơn trải chẳng hạn. Giày thông minh này hay một cái là các chức năng trên app ấy, chúng ta có thể cập nhật liên tục. Thêm chức năng mới thì chúng ta chỉ cần update lại app thôi, chứ không cần phải mua hẳn một cái giày mới. À, thêm nữa là chúng ta có thể điều khiển bằng đồng hồ đeo tay nữa, vuốt này hoặc ra lệnh bằng giọng nói trên đồng hồ luôn, cực kỳ tiện. Trong tương lai chắc chúng ta chỉ cần giơ đồng hồ lên, đồ nói biến hình là cái giày biến thành giày khác luôn, cả một bầu trời công nghệ. Đấy, tất cả công nghệ đều được tập trung ở cái đế giày rồi. Những công nghệ khác ấy, thì ở phần thân giày.
Thân giày được làm bằng vải mesh siêu nhẹ, cực kỳ đàn hồi và thoáng khí. Khác với phần đế giày rất mềm mại và êm ái, thì phần thân giày lại cực kỳ êm ái và mềm mại. Đây là cái đôi giày thông minh đi sướng chân nhất thời điểm hiện tại. Để mình trên chân cho các bạn xem nhé. Để chọn size giày thông minh ấy, thì như mọi lần các bạn cứ tăng nửa size hoặc tăng một size luôn, đi cho nó thoải mái. Nó ôm chân vào ấy, khi mà đi ấy, nó tự thắt dây vào ôm khít như líp đỗ luôn nên không nhờ sợ rộng. Tóm lại thì trong đôi giày thông minh thì đây là đôi giày đẹp nhất, thời trang nhất để chúng ta có thể mang đi chơi. Product World Ranger cũng đẹp, nhưng mình thích cái vẻ đẹp hầm hố trong kia của đôi Max hơn. Chính vì thế nên đợt này mình đã mua nhiều size khác nhau của đôi giày này để bán. Và trong đó thì mình sẽ trích ra một đôi để làm giveaway cho mọi người, cho người theo dõi kênh Duyệt Fashion. Phần thưởng còn có thêm một chiếc Versace áo trị giá 65 triệu và một chiếc Gucci kính trị giá 13 triệu nữa. Được đồng tài trợ bởi Hibis Luxury Office và Faho, thương hiệu khung tranh đá tường đa năng đầu tiên tại Việt Nam. Cách thức tham gia rất đơn giản, bạn chỉ cần là một người đăng ký kênh YouTube Duyệt Fashion và làm một vài thao tác trên Facebook thôi. Link tham gia mình để ở phần miêu tả dưới video và ở cái dòng bình luận đầu tiên. Chúc mọi người may mắn trúng giải nhé.